xin giới thiệu cùng tất cả các bạn quán cà phê 3 tầng trong Happyland. Quán cà phê được thiết kế 3 tầng, mỗi tầng với một nét đặc trưng riêng. Đây là nơi lý tưởng để du khách dừng chân nghỉ ngơi. Quán phục vụ các đồ uống truyền thống như cà phê, nước ép và một vài loại thức uống được chế biến hấp dẫn khác, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của Việt Nam. Với nội thất bên trong và bên ngoài, quán đều là gỗ, tôn lên nét đẹp của đất nước từ những thập niên 80 nhằm khơi gợi văn hóa Việt Nam trong tâm trí du khách. Tầng 1 của quán được trưng bày bàn ghế có chút nét cổ, vừa có chút nét hiện đại với những điểm nhấn để mọi người có thể chụp hình cùng nhau. Tầng 2 với phong cách cổ điển sang trọng hơn, từ bàn ghế đến cách bài trí đều mang nét đặc sắc và toát lên được vẻ sang trọng. Không phải là những dãy bàn sắp xếp khít nhau như tầng 1, mà là những bộ sofa được xếp cách nhau để tạo không gian riêng tư cho khách. Nơi đây thích hợp cho những người yêu thích không gian riêng tư và yên tĩnh.